gái mình ở Philippines thôi. Thì mình đang ở trong một cái làng ở gần trường mình, hôm trước mình có đi, hôm nay mình đi một vòng đi mua đồ sẵn ngang đây mình quay luôn. Bóng rổ đó là underground. Đấy. 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 Hay rồi. Rồi xong lên trường một lần. Đấy, mình lạng lạng trước camera. One chicken. Just one chicken. You saw, you saw. Oh, oh my God. This. Thằng em đi, thằng em cùng đam mê rồi. Đây. Đồ nướng pin pin.
gà lại nè. Mình lại kêu 5 cây nướng với lại 2 cây kẹo hồi luôn. Có lại có cả cá mà. Cá lại nè. Đây là một cái khu bán đồ ăn thôi. Ngon lắm bạn, mà hơi khô. Tụi thấy sao? Giống như là thịt khô vậy á. Khô đúng không? Rất là ngon các bạn, nhưng mà này là giống như kẹo hồ lô nè. Mình ăn thử á. Nó bị như là sữa các bạn. Đó. Mà có sợi chỉ nè. Cường ăn hay có sợi chỉ nè. Các bạn, chứ mình lộn nó giống như chú mình lộn ở Việt Nam mình các bạn. Nhưng mà ăn với muối à. Ăn với muối trắng thôi. Hello bro. Hey man. What are you going to do? I'm fine. I just done finish playing futsal. Yeah. And this is Balut. Balut. Yeah. Right. It's duck fetus. How is? It's delicious. Ooh. Hi. And salt? Salt. Put the salt inside of it. Yeah. Nice. This is a duck fetus. Fetus. Embryo. Wow. Wow. Tem with Vietnam. Yeah. Rất là giống với chứ mà bình lộn các bạn, không có khác gì hết, nhưng mà ở đây người ta ăn bóc thôi. It's disgusting, right? Yeah. Hi. How do you feel? How do you feel? Balloon. What? How do you feel? How do I feel? Yeah. I'm happy. Happy. It's delicious. Can you talk something about this dish? Okay. Yes. This food here in Bacolod, it's called inasal. Yeah. And this one is chicken intestines. Chicken. Intestines, yeah. Of chicken. Barbecue same with same yeah. Vietnam. And then this one is chicken gizzard. Yeah. And this is pork belly. Ooh, nice. Okay. Nice. Mango ice cream. How do you feel? Delicious. Rất ngon rồi. Mình lên để xe về các bạn. Mới kết thúc ngày thứ 8 mình ở Philippines. Và bây giờ ăn kem rất là ngon, cực kem ngon cực. Mà nó hơi cứng nha. Kem rất là ngon mà hơi cứng. Kem ngon. Ngon lắm. Nhưng mà bây giờ mình quay trở lại trường các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn có góp ý gì, các bạn vui lòng để lại phía dưới comment thì mình sẽ khắc phục vào những video tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ đi chơi tiếp và mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ok, good night các bạn, bye bye. Hi, happy birthday man. Hey man. Hey man. Happy birthday. Good night. Hello guys.